Cuộc đua xe tăng do Nga tổ chức mang tên Tank Biathlon 2014 đã khép lại sau 12 ngày thi đấu với chức vô địch thuộc về đội chủ nhà. Cuộc thi chứng kiến sự tham gia của 12 đội gồm 12 đội nhưng chỉ có 4 đội lọt vào vòng chung kết, đó chính là Nga, Trung Quốc, Kazakhstan và Armenia. Giải vô địch xe tăng thế giới 2014 diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ, Liên minh châu Âu và Nga căng thẳng vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, cuộc thi là cơ hội thúc đẩy sự tin tưởng và hiểu biết giữa các lực lượng vũ trang trên thế giới. Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới đại diện các quốc gia tham dự cuộc thi này, bất chấp những tình hình quốc tế đang diễn ra đầy thách thức. Cuộc thi đã diễn ra với 12 đội gồm Nga, Angola, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Kazakhstan, Venezuela, Trung Quốc, Kuwait, Mông Cổ và Serbia. Ngoài ra có 20 nước đã gửi quan sát viên theo dõi. Vòng chung kết diễn ra trong 3 vòng với chiều dài 4 km. Kết quả chung cuộc, đội Nga giành chức vô địch với thành tích 1 giờ 15 phút 13 giây. Vị trí thứ 2 thuộc về đội Armenia, Trung Quốc xếp thứ 3. Giải vô địch xe tăng thế giới do quân đội Nga khởi xướng. Giống cuộc đua năm ngoái, mỗi thành viên của đội chiến thắng trong trận chung kết sẽ nhận một chiếc xe mới từ công ty Uran Wagon Zavod. Chiếc xe giải thưởng năm nay sẽ là UAZ Patriot, một phiên bản xe thể thao của Nga.